Tiêu Viêm đã giải cứu thành công Mễ Đắc Nhĩ gia tộc và gặp được các tộc nhân còn sót lại của Tiêu Gia, đồng thời lập lời thề chắc chắn phải để Vân Lam Tông nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng trước khi báo mối thù thì bọn họ vẫn còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Hai Ba Đồng đã liên lạc với các thế lực lớn tại đế đô. Công hội luyện dược sư luôn tự xưng là đứng trung lập, cho nên ông quyết định chọn thương thảo ở chỗ bọn họ. Vừa đi vừa nói chuyện thì gặp mặt Nhã Phi. Tiểu Viêm rất bối rối khi gặp lại mỹ nhân, điều này làm cho Nhã Phi cũng ngượng ngùng. Nàng ta làm cho Tiểu Viêm nhớ tới 3 năm trước, năm đó Nhã Phi và Hai Ba Đồng liều mình cứu giúp, ân tình này chắc chắn sẽ phải trả lại gấp trăm lần. Bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần hắn có thể làm được thì hắn sẽ giúp đỡ hết sức. Nàng ta không yêu cầu gì cả, chỉ nhắc nhở hắn rằng lần hội đàm này, mấy thế lực lớn trong đế quốc đều có mặt, hắn phải ứng phó cẩn thận. Đột nhiên, Mỹ Đo Toa và Tử Nghiên đi tới, Nhã Phi thấy vậy liền khen ngợi, nhưng Tiểu Viêm lại cảm thấy kỳ lạ. Hành động của Nhã Phi vô cùng kỳ lạ, hai cô gái nhìn nhau toát lửa, Mỹ Đo Toa đành phải đánh lạc hướng bằng cách thúc giục làm việc chính sự. Hai Ba Đồng vội yêu cầu nàng ta đi chủ trì cuộc đấu giá hội. Tuy nhiên trước khi nàng ta rời đi, lại không quên tiến về phía Tiêu Viêm, làm mấy hành động thân mật trước mặt Mỹ Đo Toa. Hơn nữa còn nói mấy câu ám chi này nọ, hành động của Nhã Phi chẳng khác nào đang đánh ghen. Tiêu Viêm lại không biết những ân ý này nên vẫn cứ thắc mắc, chỉ có Hai Ba Đồng là nhận ra. Tiêu Viêm cũng chẳng quá bận tâm, hắn nhanh chóng đi tới đại sảnh công hội, còn Hai Ba Đồng thì đi chuẩn bị ít đồ. Trên đường di chuyển bắt gặp rất nhiều gian thương đang chèn ép người dân, điều này cũng cho thấy sự ảnh hưởng của Vân Lam Tông, ngay cả đứng trung lập như công hội luyện dược sư cũng không yên ổn. Tiếp tục đi vào bên trong công hội, hắn nhìn thấy Tuyết Mị, nàng ta đang bị trưởng lão công hội ngăn cản. Dù đã định xá một quả băng hỏa xa lần, nhưng lại bị lão ta chặn ngang. Lão cho rằng khu mua bán giao dịch không phân trước sau, người trả giá cao thì được. Nếu nàng không đưa ra được giá cao hơn nữa thì nó chính là của ông rồi. Những người bên ngoài liên tục bàn tán, họ không biết Tuyết Mị là ai, lại dám tranh với trưởng lão công hội luyện dược sư. Ông ta chính là luyện dược sư ngũ phẩm. Tiêu Viêm bất ngờ lên tiếng, trả giá gấp đôi mua băng hỏa xa lần. Sự xuất hiện của hắn làm cho Tuyết Mị vô cùng bất ngờ. Nàng vẫn chưa biết rõ những việc Tiêu Viêm đã làm nên nhắc nhở hắn. Trong khi đó, trưởng lão công hội lại hoàn toàn không biết mặt mũi Tiêu Viêm nên lên tiếng mỉa mai, cho rằng hắn đang vung tiền như sắc để đổi lấy tiếng cười mỹ nhân. Tiêu Viêm trực tiếp hút lấy băng hỏa xa lần rồi nhắc lại lời lão ta vừa nói, ai trả giá cao thì được. Điều này làm cho lão phẫn nộ, định giành lại món linh dược nhưng không được. Tiêu Viêm mỉa mai ngược lại, hắn không ngờ trưởng lão công hội luyện dược sư hôm nay không chỉ ý thế hiếp người mà còn cậy ra lên mặt. Lời này lập tức chọc giận đến lão ta, buộc lão phải bộc phát đấu khí rồi tuyên bố sẽ thay lão sư của hắn dạy dỗ hắn một trận. Thực lực lão ta đã là đấu vương nhưng đứng trước mặt Tiêu Viêm còn chưa kịp thể hiện thì đã bị đánh nằm sấp mặt. Sau đó thì bị túm cổ treo lơ lửng. Lúc này pháp mã chậm rãi đi tới. Tiêu Viêm biết ông ta đã ở đây xem kịch từ lâu rồi. Nếu không hiện thân thì hắn không ngại tiện lão già này về đất mẹ đâu. Pháp mã hội trưởng xuất hiện với giọng niềm nở và cho biết chuyện hôm nay sẽ xử lý thỏa đáng, đồng thời thông báo tất cả mọi người đều đã tới đông đủ rồi. Tiêu Viêm lập tức chào tạm biệt Tuyết Mị rồi đi tới đại sảnh họp mặt. Trong đại sảnh là đại diện của các thế lực lớn, Mộc Gia, Nạp Lan Gia, Hoàng Thất. Sau vài câu chào hỏi thì hắn cũng bắt đầu đề cập đến vấn đề chính. Mối ân oán giữa Tiêu Gia và Vân Lam Tông chính là một mất một còn, nhưng đối phó với Vân Lam Tông cũng không phải là chuyện của một mình Tiêu Gia. Cho nên hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn liên thủ với mọi người thanh trừ mối họa Vân Lam Tông. Gia Hình Thiền cảm thấy Vân Lam Tông không có xung đột trực tiếp quá lớn với Hoàng Thất, thế là hắn đành đem chuyện đã xảy ra lúc vừa mới về đến Trấn Quỷ Quan. Lúc đó tên trưởng lão Vân Lam Tông muốn đoạt vị trí thống lĩnh, nếu hắn ta thành công thì e là quân đội đế quốc sẽ biến thành dưới trướng Vân Lam Tông. Chắc rằng vài hôm nữa Mộc Thiết sẽ truyền tin tức. Từ điều này liền nhận ra dã tâm của Vân Lam Tông đã ra tay với Hoàng Thất. Thế cục của đế quốc hiện giờ đã không cho phép trung lập gì cả. Cho nên hắn muốn trước khi xảy ra đại chiến, mọi người hãy đưa ra một cái quyết định, lựa chọn phe nào. Lời này làm cho cả đám phải suy nghĩ. Hai Ba Đồng là người đầu tiên tuyên bố Mễ Đắc Nhĩ gia tộc sẽ đứng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không khẳng định chắc nịch sẽ chiến thắng, mà chỉ đưa ra con số là 50% giành chiến thắng. Gia Hình Thiền vẫn còn lưỡng lự, thế là hắn phải gọi ba cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực ra mặt. Còn có sự hiện diện của Dược Lão làm cho mọi người đều bất ngờ. Mấy cường giả Hắc Giác Vực càng thêm tự tin về lựa chọn giúp đỡ Tiêu Viêm. Pháp mã vốn từng được Dược Lão chỉ điểm, bây giờ nam chính lại là đệ tử của ông ta, cho nên lão đã chọn giúp đỡ Tiêu Viêm. Mộc Gia cũng lập tức ủng hộ Tiêu Viêm, chỉ có Hoàng Thất là vẫn còn lưỡng lự. Nếu Tiêu Viêm giành chiến thắng thì Tiêu Gia sẽ thay thế địa vị của Vân Lam Tông. Họ sợ Tiêu Gia sẽ chèn ép Hoàng Thất.
Tiểu Viêm lên tiếng bảo đảm trước mặt mọi người, chỉ cần bọn họ không có ý đồ gì thì hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đoạt quốc quyền như Vân Lam Tông. Hắn cũng nhắc nhở Yêu Dạ, nếu hắn không ra tay thì vài tháng đến một năm nữa, Hoàng thất cũng sẽ bị Vân Lam Tông tiêu diệt mà thôi. Cho nên đừng nghĩ là hắn đang cầu xin mấy người hợp tác. Sa Hình Thiên đành phải lên tiếng đỡ lời cho Yêu Dạ và đồng ý hợp tác với Tiêu Viêm, sau đó là đến lượt đồng ý của Nạp Lan Sa. Đột nhiên Nhã Phi truyền tin tới thông báo rằng Vân Sơn đang chuẩn bị tổ chức một cuộc hồn lễ cho Cổ Hà và Vân Vân ở Vân Lam Tông. Tại Vân Lam Tông, Vân Vân đã bị Vân Sơn phong ấn đấu khí. Cổ Hà đi tới dự định an ủi nàng ta nhưng lại bị nàng từ chối thẳng mặt. Cuộc nói chuyện chẳng đi tới đâu cả. Hắn cũng biết chuyện của Vân Vân và Tiêu Viêm. Hiện tại với năng lực của mình, hắn tự tin là sẽ xứng với nàng. Vân Vân yêu cầu Cổ Hà không cần quan tâm tới chuyện của mình. Nàng từ chối hôn ước này. Nếu hắn cứ khăng khăng mà làm, thì cuối cùng sẽ chỉ nhận được một cái xác mà thôi. Lời này làm cho Cổ Hà tức giận vô cùng. Hắn tiết lộ chuyện Tiêu Viêm đã trở lại Giả Mã Đế Quốc và coi rằng việc đối đầu với Vân Lam Tông chính là châu chấu đá xe. Trở lại với hội bàn tròn, Tiêu Viêm đưa ra quyết định 2 ngày nữa sẽ tấn công vào Vân Lam Tông. Đúng vào cái ngày tổ chức hồn lễ của Cổ Hà. Danh vọng của Cổ Hà rất lớn, nếu kéo dài đến sau hồn lễ thì sẽ có vô số cường giả chạy tới gia nhập Vân Lam Tông, cho nên phải ngăn cản lại. Mọi người nhanh chóng đồng tình với quyết định này, sau đó cùng nhau giải tán để trở về chuẩn bị. Diễn biến tập phim đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Xin chào!